Rồi, xin chào mọi người nha. Chiều nay mình đã quay cho mọi người xem cái lô mai trái bí mới về nè. Cái lô này có khoảng 4-5 ngàn cây á mọi người. Mình quay tổng thể trước một cái ha. Hợp nát rồi mình quay chi tiết từng cây cho mọi người xem. Có một loại nhỏ và một loại lớn mọi người. Loại nhỏ thì 40, loại lớn thì 80. Chàng này là chàng nhỏ nè. Đây là cái lô cây lớn.